Hello anh em nha, em là Hình đến từ kênh YouTube là ô tô Nguyễn Thành Bến Tre và Facebook em là Hình Mắt và TikTok em là Hình Ô Tô Cũ ha. Thì hôm qua giờ là em đi mua xe mới về tới nhà luôn, chưa ngủ luôn, cho về được 4-5 xe ha. Thì tí xíu trưa nay ngủ dậy em cho lên sóng một số con nha. Đây con này thì em bán 65 triệu này, 2.3 nè, form mới cực đẹp. Con này bắt 4 máy này nè, bắt 4 máy thì cái con này bán 116 triệu ha. Với con này tí xíu mình gửi lại, con này là 2.5 bản đủ nè anh em, cộp lắm. Con này em bán 60 nha. Con này thì 48 triệu. Con Lanos này thì em bán 65 triệu. 65 triệu xe này mới dọn full cực kỳ đẹp luôn ha. Này bây giờ em đang cho nhân viên đi rửa lại để trưa nay đăng lên bán cho khách ha. Đây là Accord. Accord này em bán Accord này bán 57 triệu nha anh em. Con Lanos này rất là đẹp nha. Anh em nào mua này về đúng ngon luôn ha. Bên trong đây là xe Bắc 2016 nha anh em. Bắc 2016 này, cuối 2016, xe cực kỳ đẹp luôn. Con này giá muốn bán em là 175 triệu ha. Xa xa đây có con Vanta nè. Con Vanta này là đời 2008, xe cũng khá hầu đẹp ha. Thì con này giá muốn bán là 133 triệu. 133 triệu anh em có xe Vanta 2008 đi ha. Kéo đây là con Mazda 323 nè, con này em bán 49 triệu nha. Xe rất là ok ha. Còn xa xa đấy còn Lanos em mới lấy về nữa. Con này bản đủ, xe ngay chủ, bị số ở Long An ngay chủ luôn nha anh em, 39 thần tài luôn ha. Thì cái con này giá em muốn bán cái con này á, là em bán 65 triệu ngay chủ, biển thần tài luôn, mâm đúc cực kỳ đẹp luôn. Thì bây giờ em quay xong rồi tí xíu tụi em cho đi rửa rồi mới cho lên sóng nha. Máy này là dơ không nha anh em, rồi rửa lại là hết nha. Xe cực kỳ đẹp luôn, trần nỉ zin luôn, để em quay cái ở trong cái trần nỉ cho anh em xem ha. Dàn ghế này cực kỳ đẹp chưa, bản đủ có màn hình luôn nha anh em. Rồi trưa nay em cho lên sóng nha, giờ em về em ngủ một cái. Rồi chúc em một buổi sáng là vui vẻ, làm ăn phát tài phát đạt nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Đó, anh em nào mới thì cứ alo số thoại, mấy cửa này chưa đóng sát mà. Cửa này cũng vậy nữa nè. Khách lại coi người ta thử, người ta đóng cửa không có sát. Anh em nhìn thấy không? Khách lại coi nhiều quá mà người ta đóng cửa không có sát. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Chúc anh em một buổi sáng là vui vẻ nha anh em. Đây cũng vậy nữa. Ở đây xe em đậu rồi, em không khóa cửa nha. Để anh em lại xem, cứ xem tự nhiên nha. Cái bãi này cũng chật rồi, chắc ngày mai em giờ xuống bãi thứ hai với em dưới bãi thứ hai em còn có 3 ống xe. Rồi cảm ơn em rất nhiều nha. Bắc này đẹp lắm anh em. Có nhiều anh em nói xe này ủi đăng giá gì 110 mấy triệu ai mua. Con này tí xíu em bán tới rồi, nhiều người mua lắm nha anh em. Bắc này là bản đủ nha, bản đủ 1.4 máy. Giá này rất là rẻ luôn. Rồi, chào anh em nha.